có thể dập cung hay sao? Đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Mất quá là đáp ứng thôi. Ta không làm tỉ tỉ cô đổi đâu. Đừng để ta bị lấy cái bộ dạng nghèo mặt của cô. Hạ thường tại dạng an. Hạ thường tại dạng an. Như vậy mới gọi là hiểu quy tắc. Hai vị tỉ tỉ đúng là miệng mồm lanh lợi. Mở đỡ hoàng hậu. Xong thì bắt đầu bán lấy hoa phi. Mỗi người một bên giống như dựng sân khấu xem hát vậy. Thật là khiến người ta bội phục. Xin thỉnh an hạ thường tại. Hai vị tỷ tỷ mắt bọng đô tài cầm nhiều đồ thưởng như vậy, trong cung đầy có chỗ để không? Ân đức của trời, các tỷ muội nên cùng hưởng mà. Thì cho người chọn một ít đồ tốt mang đến cho các tỷ muội ở các cung. Không ngờ hạ muội muội tới trước, vậy thì chọn thứ gì thích để giữ lại đi. Nhưng mà chút ân huệ này của thẩm quý nhân, xem ra thật có thể mua được lòng người. Như vậy mà cũng được vào cung, đúng là thùng rỗng kêu to mà. Người như hạ gia trước mặt niên phủ chúng ta, nâng dậy cũng không xứng. Nghe nói hạ tỷ tỷ xuất thân từ kiêu dũng, muội muội thật ngưỡng mộ. Nhà ta đời đời kiêu dũng, tận trung vì nước. Sao một quyển thừa như cô có thể so được? Muội muội nghĩ nhà tỷ tỷ xuất thân nhà võ, chắc là văn võ song toàn. Tỷ tỷ quả nhiên là kiêu dũng, không làm mất phong thái thế gia. Gia quý nhà ta trước nay vẫn vậy. Nè, cùng là phi tần như nhau, sao cô có thể đánh cô ấy? Qua phi nương nương. Châu Ninh Hải. Dạ. Thả cô ta ra. Ngự hoa viên phong cảnh như tranh, cảnh trí đang đẹp lại bị người ta quấy nhiễu, thật là mất hứng. Ai đáp ứng buông lời càng quấy. Thần thiếp chỉ muốn giáo huấn cô ta một phen thôi. Giáo huấn một phen thôi mà. Lá phong năm nay hình như không đủ đỏ rồi. Nô tỳ nghe nói lá phong đó phải dùng máu tươi nhuộm thì mới đỏ đẹp. Vậy sao? Vậy thưởng cho hạ thường tại nhất trường hồng đi. Coi như dùng máu của cô ta thêm chút màu sắc cho lá phong trong cung. Nhất trường hồng sao? Nhất trường hồng là hình phạt trong cung. Dùng gậy gỗ dày hai phân dài đâm thức, đánh từ vùng eo cho đến hạ bộ, đánh cho đến khi gân cốt đứt đoạn, máu thịt hòa lẫn mới thôi. Nhìn từ xa chỉ thấy một mảnh đỏ tươi, màu sắc đỏ thật rất đẹp, cho nên gọi là nhất trượng hồng. Tiểu chủ xin mời. Quan phi đưa tha bạn. Quan phi đưa